Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đồng Khởi ngày nay cũng là Tự Do của ngày xưa. Và theo thẳng hướng Đồng Khởi này chúng ta sẽ đi đến bến Bạch Đằng. Một đường rất là đẹp, rất là nhiều khách sạn 5 sao. Ở đây thì cái tòa nhà này là phía sau tòa Đô Chánh, Ủy ban dân thành phố ngày nay đó ha. Và hôm nay một buổi chiều mát mẻ, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi thưởng lãm một nơi mà có lẽ ở đây trang trí Noel cũng rất là đẹp, đó là Diamond Plaza ở khu nhà thờ Đức Bà. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Gia Long. Con đường Gia Long ngày nay cũng là Lý Tự Trọng. Ngay đây là giao lộ của Gia Long và Tự Do. Ở đây cũng có rất nhiều cơ quan của ngày xưa, những ngôi nhà cũng mang đậm kiến trúc thời Pháp, rất là chắc chắn, bền vững theo thời gian luôn. Và ở đây có một cái tòa nhà cũng rất là lớn. Và thẳng hướng kia mình sẽ đến trường Trần Đại Nghĩa, cũng là Ta Be ngày xưa đó, La San Ta Be. Rồi chúng ta sẽ theo đường Tự Do này, mình sẽ đi đến đường Lê Duẩn, cũng là đại lộ Thống Nhất ngày xưa đó ha, để mình xem cái không khí Noel ở đây như thế nào. Rồi qua đường thôi. Ở Sài Gòn bữa nay là không có nắng. Lúc trưa em mời cô chú anh chị đi thăm lại ngôi trường Bác Ái. Và tối nay thì chúng ta tiếp tục đi bộ như thói quen mỗi ngày. Thì hôm nay mình đi bộ ở con đường khác. Và mình nhìn bên phải thì cũng có một cái dãy nhà xưa. Và ngày nay là hình như là cái tòa nhà gì của thể thao đó. Đây cái biển hiệu của cái cơ quan này nhỏ xíu à. Để em lại nhìn rõ hơn đây. Bên đây những hàng cây được dọn gọn gàng nè. Sở Văn hóa và Thể thao. Ngày nay là Sở Văn hóa và Thể thao. Cũng như bao thành phố khác thì Noel cũng là một cái dịp để trang trí, trang hoàng cơ quan, công ty, nhà cửa, nhà thờ. Ở đây ra tòa nhà của ngân hàng HSBC ở ngay công trường công xã Paris. Chúng ta nhìn trước mặt đó là nhà thờ Đức Bà, là một nhà thờ có tuổi đời hàng trăm năm ở Sài Gòn này rồi. Đây người ta cũng trang trí rất là nhiều ha, các tòa nhà, các building, các siêu thị cũng rất là nhiều ánh đèn, rất là nhiều sắc màu. mỗi mùa này, mỗi khi đến mùa này là chúng ta lại nhớ đến rất nhiều bài hát liên quan đến tôn giáo, như là bài Thánh Ca Buồn, rồi Jingle Bell. Chúng ta nhìn lại khung cảnh của công trường công xã Paris. Nhìn qua đây là trường tiểu học Hòa Bình, và con đường Nguyễn Du theo thẳng hướng này. Thẳng hướng này mình sẽ lên đường Lê Văn Duyệt đó. Rồi chúng ta sẽ đi vòng qua cái bưu điện. Bưu điện rồi mình sẽ đi ngang qua con đường Nguyễn Du. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta qua đường nha. Bữa nay đường xá thì vắng vẻ, chúng ta đi bộ rất là thoải mái luôn, tại vì có một cái sự kiện đá banh. Nay Việt Nam đá với Singapore. Em thì không mê bóng đá cho lắm, thì thích mấy môn như là đi bộ rồi chạy xe đạp rồi đó. Có thể ở đây có cái quán cà phê Catinat, rất là đông các bạn trẻ. Ta sẽ qua đường ha. Không khí Noel ở Sài Gòn tháng này bắt đầu rộn ràng rồi. Đây là phía trước bưu điện. Rất nhiều các bạn trẻ ngồi uống cà phê bệt. Tới đây thì mình không thể không nhìn một cái công trình kiến trúc rất độc đáo ở Sài Gòn, đó là bưu điện trung tâm Sài Gòn. Rồi nhà thờ Đức Bà chưa có hoàn thiện ha, vẫn đang còn trong quá trình sửa chữa trùng tu. Và hôm nay chúng ta đi bộ cảm thấy rất là thoải mái, mát mẻ. Và ở đây có con đường sách, chuyên bán sách. Đó là đường Nguyễn Kế Bình, cặp bên hông cái bưu điện. Đó, con đường này đây. Nhà đường Nguyễn Văn Bình. Con đường này giống như cái thư viện vậy đó, nguyên con đường. Con đường này cũng ngắn thôi, từ công trường Paris, công trường công xã Paris cho đến Hai Bà Trưng. Bán rất là nhiều sách. Đây là đường Nguyễn Văn Bình. Đó, phía trước chúng ta thấy một cái ánh đèn sáng rực, đó chính là Diamond Plaza, một cái siêu thị cũng rất là lâu năm ở đây rồi. Thì đó, Sài Gòn chỉ ra Thương Xá Tắc hoặc là Diamond thôi. Thì hôm nay ở trong Thương Xá Tắc thì cũng nổi lên mấy siêu thị khác, Sài Gòn Center rồi rất nhiều. Nhưng mà ở đây thì còn có Diamond, thì ở đây khu này có Diamond thôi. Mình nhìn qua theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến Sở Thú nè, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, theo con đường Lê Duẩn, đại lộ Thống Nhất ngày xưa nè. Và hôm nay do là đá banh nên thành ra các bạn trẻ đi xem đá banh hết rồi, chúng ta còn ở chúng ta đi ngắm Giáng sinh thôi. Và hôm nay thì trang trí là theo các theo hình con gấu, không hiểu vì sao theo chủ đề con gấu trúc, không phải gấu trúc mà là con gấu màu trắng. Ông già Noel. Bài thánh ca đó em còn nhớ không? Khi mà đến cái mùa này thì chúng ta nhớ đến rất nhiều bài hát, bài nào cũng hay hết. Và con đường Lê Duẩn về đêm nè, không biết ngày xưa Lê Duẩn như thế nào, chứ bây giờ thì nhìn thấy tối lắm, vắng lắm. Rồi chúng ta sẽ dạo qua một vòng bên bên đường Duy Tân ha, là cũng là đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Ở đây mình thấy có mấy cô bán đồ chơi con nít nè, nhưng mà vắng lắm. Bữa nay vắng vẻ. Chỉ có vài bạn gái thôi, không thấy bạn nam ha. Bạn nam thì xem đá banh hết rồi. Trang trí rất là đẹp. Tại ban ngày mình thấy cũng bình thường thôi, mà ban đêm lên đèn nhìn không ra luôn. Không biết ở nước ngoài thì các anh chị các bạn có trang trí gì chưa? Còn ở tỉnh thì các anh chị ở tỉnh thì chắc cũng không có trang trí gì đâu ha. Ngày xưa em nhớ ở dưới quê thì ngày lễ này cũng bình thường thôi. Sẵn đây cho các anh chị các bạn xem chơi cho vui ha, không khí ở Sài Gòn. Ngày xưa thì đâu có được đi chơi như thế này đâu. Con nít bây giờ may mắn có ba mẹ dẫn đi chơi đủ chỗ hết. và chúng ta nhìn bên phải đó chính là khung cảnh của nhà thờ Đức Bà ngày hôm nay. Nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa lại nè, và thấy vẫn chưa có xong. Rồi theo thẳng hướng này mình sẽ đến Dinh Norodon, cũng là dinh độc lập ngày nay đó. Bữa nay có cái sự kiện diễn tập phòng cháy chữa cháy. Rồi chúng ta đi bên mặt bên đây xem thế nào. Cái siêu thị này có 4 mặt, hai mặt nha. Đường Lê Duẩn và đường Phạm Ngọc Thạch. Các anh chị và các bạn nếu chúng ta có chụp hình thì mình ra đây ha, ngay khu nhà thờ Đức Bà, đường Phạm Ngọc Thạch rồi đường Lê Duẩn. Đây trang trí cũng rất là đẹp. Không biết có còn trang trí gì nữa không ha. Bây giờ bắt đầu là tháng 12 rồi, chắc có lẽ trang trí bao nhiêu đây là kết thúc hạng mục rồi đó. Bữa nào mình đi vô trong xem thế nào ha. Bên trong đó thì cũng vắng lắm, không có đông cho lắm. Rồi có chiếc Honda 2 cửa. LB 300, 2 chỗ thôi. Xe đơn giản nhỏ gọn ha. Rồi một số hình ảnh ở trung tâm Sài Gòn, khu nhà thờ Đức Bà và không khí Noel, trang trí Noel ở Diamond Plaza gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng xem để cập nhật. Và bây giờ thì video cũng đã dài rồi, em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe.